Tu cho mọi hoàn cảnh. Hòa thượng Thích Thanh Từ. Có nhiều người nghĩ rằng tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, có thì giờ đâu mà nói chuyện tu. Hoặc có người nghĩ tu là việc của những kẻ thiếu phước bần hàn, cô quả tật huyền, nhờ tu họ được an ủi bớt khổ. Còn ta phước nhiều của lắm, thân quyến đầy đàn, đẹp đẽ sang trọng, mà tu làm gì? Lại có người nghĩ tu là việc của những kẻ tội lỗi ác độc, bởi họ tạo nhiều tội lỗi nên phải tu để chuộc tội. Còn tôi hiền lành, có làm gì hại ai đâu mà tu. Bởi có những quan niệm này nên người ta không màng, không nghĩ đến tu. Họ đâu biết rằng mọi chúng ta trong tâm niệm có cả xấu lẫn tốt. Nếu cả thầy mặc tình niệm xấu hoành hành là sống theo bản năng, mất hết tư cách của con người và sẽ gây tội lỗi ngập trời. Để hạn chế tâm niệm xấu khiến nó tiêu mòn, khởi dậy tâm niệm tốt khiến nó tăng trưởng, đây là việc làm của người tu. Có giảm được tâm niệm xấu, tăng tâm niệm tốt, người này mới đủ tư cách của con người và làm nhiều việc tốt đẹp với mọi người xung quanh. Thế là có hoàn cảnh nào mà chẳng lên tu? Tu trong cảnh bận rộn. Có những người bận lo kế sinh nhai gia đình, tờ mờ sáng đã có mặt ở chợ, đến sầm tối mới về tới nhà, rồi lo ăn uống giặt giũ cho con cái là tối mò. Có rảnh lúc nào đâu mà tu. Liệu bảo những người này phải tụng kinh, phải lần chuỗi niệm Phật, chắc hẳn không thể nào làm được. Nhưng tu ở đây là bỏ ý nghĩ xấu, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt, bỏ lời nói dữ, nói lời nói lành, dừng những hành động ác, tạo những hành động thiện. Có mất thì giờ chút nào mà tu không được. Trái lại, chính khi buôn bán làm ăn ấy, chúng ta có ý nghĩ tốt, thốt lời nói lành, có hành động thiện, người khách hàng mến thương, khiến khách hàng mua hàng càng lúc càng đông, việc làm ăn dễ phát đạt. Ví như cô bán hàng có khách đến mua, giá món hàng 1.000 đồng, cô gái nói 2.000, chờ khách trả 1.000 là cô bán. Xong chớ trêu người khách không trả 1.000 mà trả 300. Trường hợp này, nếu cô bán hàng không biết tu thì nổi giận quát tháo ầm ĩ, gây ra cuộc cãi vã ồn ào. Ngược lại, cô bán hàng biết tu, chỉ cần cười, nói nhẹ nhàng, trả lời tới giá, không bán được, mọi việc êm ái, không ai thiệt thòi gì. Mai kia người khách ấy còn có thể đến gian hàng này mua hàng. Trước những cảnh bất như ý, chúng ta biết kiềm hãm sự nóng giận, biết lựa lời nói ôn hòa để đáp, biết giữ thái độ bình tĩnh là khéo tu. Ở giữa chợ, mỗi ngày sự bất như ý diễn ra liên tục, nên tu hành là điều tối cần cho mỗi người sống trong hoàn cảnh này. Vì thế người xưa nói, nhất tu thị, nhị tu sơn. Nếu là người nông phu làm nghề ruộng, khi vác cuốc ra đồng, chúng ta nên nghĩ cần mẫn làm cho lúa chúng để có cơm cho gia đình mình ăn, vơi ra giúp được đồng nào giúp đồng bào, những người dân xung quanh có cơm ăn. Quan niệm ấy là ý nghĩ lành, đó là tu. Thấy thửa ruộng bên cạnh tốt hơn ruộng mình, không có tâm đố kỵ mà lòng mừng thầm bạn mình được lúa chúng, gia đình ấm no, mình gắng học hỏi theo cách làm ăn ấy. Đây là tâm niệm của người biết tu. Lại, khi làm việc đắp bờ cuốc ruộng, trong tâm vừa lẩy ra niệm xấu, ta liền diệt trừ. Trong tâm lẩy ra niệm tốt, ta liền khởi dậy cho nó được tăng trưởng. Ấy là tu. Một cuốc là một câu niệm Phật, hoặc một cuốc tận kim cang địa. Ấy là tu. Là học trò bận việc học hành, công phu tu không hề chướng ngại. Khi cấp sách đi học, em nghĩ ta cố gắng học cho giỏi để mai kia giúp cha mẹ khi tuổi già, có tài để góp sức mình cho việc xây dựng quê hương tốt đẹp hơn. Đó là em tu. Thầy giáo, cô giáo nhọc sức giảng dạy bài vở, em lắng nghe và cố học thuộc, vì thương sợ thầy cô buồn. Đấy là em biết tu. Bạn bè trong lớp có những học trò giỏi hơn em không ganh tị.
trái lại còn kính phụng để bắt chước theo. Ấy là tâm niệm người tu. Người tu là người biết phục thiện, mỗi khi có lỗi lầm bị dày, bị phạt, biết lỗi sửa ngay, không oán hờn, trách móc. Có những đứa học hành thua kém và thiếu phương tiện hơn em thương mến, hướng dẫn và giúp đỡ họ, là em khéo tu. Xã hội ngày mai sáng tươi hơn, tốt đẹp hơn, chính nhờ những mầm non biết tu. Tu trong cảnh nghèo khó, chúng ta nghèo tiền, nghèo của, chưa đâu nghèo ý nghĩ, lời nói hành động, chuyển hóa ý nghĩ xấu thành tốt, lời nói dữ thành hiền, hành động ác thành thiện là tu. Việc này đâu đòi hỏi có tiền, có của, nhàn rỗi mới làm được. Chính trong cuộc sống vất vả, nghèo nàn của chúng ta cần thiết phải có nó. Như có người nghèo khó vất vả mà lòng tốt, lời nói hiền hòa, hành động lương thiện, khiến mọi người thương mến giúp đỡ, nhờ đó mọi khó khăn giảm bớt đi. Ngược lại, nếu ở trong cảnh khó khăn mà ý ngang ngạnh, lời nói hung dữ, hành động bạo ngược, khiến ai nghe thấy cũng ghét, cũng lánh xa, nhờ điều gì họ cũng không giúp, thì khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, tâm hồn trong sáng, lời nói hiền hòa, hành động thanh cao, dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nghèo, vẫn thấy êm đềm hạnh phúc. Chồng biết nhường vợ, vợ biết kính chồng, con hiếu thuận cha mẹ thương yêu con cái, gọi là cuộc sống hạt muối cắn hai. Thật là lý tưởng biết bao. Tu trong cảnh tại gia. Có một số Phật tử nghĩ rằng ở tại gia phiền muộn khó tu, người xuất gia rảnh rang tu hành mới giải thoát. Quan niệm này cũng không đúng. Nếu thấy tại gia là người nhiều việc, vào chùa chắc gì ít việc. Người xưa nói: ca sa vị trước hiềm đa sự, trước sĩ ca sa sự cánh đa. Ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Câu này thật là chua chát đối với người tu. Đây quả là sợ ông táo gặp ông lò, chạy ông mồ mắc ông mả. Chúng ta đâu không nghe quý thầy trụ trì thưởng than, trụ trì làm dâu trăm họ, thế là ít việc hay nhiều việc, phiền rộn hay rảnh rang. Yếu điểm tu hành là hiểu đạo, vững lòng tin. Đủ hai điểm này, ở tại gia hay xuất gia đều tu được. Nếu không đủ hai điểm này, dù ở chùa chưa chắc đã tu được. Chúng ta phải khéo linh động trong mọi hoàn cảnh, đừng đòi hỏi phải cảnh thế ấy mới tu được. Sự đòi hỏi đó là cái cớ để chúng ta không tu. Vì có những người không thể tạo được hoàn cảnh như ý. Có những Phật tử nam cũng như nữ, con cái đầy đàn đầy đống mà cứ nằng nặc đòi xuất gia, quang đại cho người ở nhà làm sao thì làm. Nếu thỏa mãn nguyện vọng vào chùa một lúc, gặp khi gia đình thiếu thốn, con cái nheo nhóc, lóng lòng rồi cởi ca sa cho chùa trở về nhà. Đây là việc làm lông nổi. Tóm lại, chúng ta là con người, chưa có ai toàn hảo. Cần phải biết tu để chặn đứng những điều xấu dở xuất phát từ ba nghiệp của mình. Đồng thời chúng ta khéo nuôi dưỡng những hành động tốt đẹp từ thân miệng ý phát ra. Dừng ác nuôi thiện là điều không thể thiếu nơi con người muốn vươn lên. Khước từ tu hành là chúng ta khước từ sự tiến bộ, là khước từ mọi đẹp đẽ cao quý, khước từ sự an vui hạnh phúc. Nếu ai quyết chí vươn lên, muốn sống cuộc đời an lạc, muốn gia đình hạnh phúc, muốn xứ sở huy hoàng, tu là chủ yếu thực hiện những điều mong muốn ấy.